Hello, kính chào tất cả các bạn, những nhà đầu tư Việt Nam và thế giới. Hôm nay Đông Suýt có một buổi live stream rất là đặc biệt, ở một nơi cũng cực kỳ đặc biệt, với cái đội ngũ live stream cũng cực kỳ đặc biệt. Đấy là cái điều các bạn hãy xem những cái bí mật sẽ xảy đến với các bạn trong những giây phút sau đây. Buổi live stream của chúng ta hôm nay, Đông Suýt sẽ giới thiệu cho các bạn những gương mặt rất là tuyệt vời, những thủ lĩnh hàng đầu mà Đông Suýt cảm thấy rất là hân hoan khi ngồi livestream với các em ở đây. Tất cả các em chắc cũng nhỏ tuổi hơn Đông Suýt nên Đông Suýt xưng em cho nó rồi. Đông Suýt cảm thấy đây là buổi livestream cực kỳ đặc biệt trong đời luôn, chưa bao giờ livestream với một cái đội ngũ livestream hùng hậu như hôm nay. Người đầu tiên Đông Suýt muốn giới thiệu đến các bạn đây là cậu Huỳnh Tô Ngọc Trước, một trong những người mà có công rất lớn ở Việt Nam. Đông Suýt là người đưa những cái sự kiện lớn, đưa Skyway Invest Group về Việt Nam, nhưng cái người để phát triển thị trường mà mạnh nhất mà giỏi nhất là cậu Huỳnh Tô Ngọc Trước. Để phát triển ngày hôm nay, nước Việt Nam chúng ta luôn luôn nằm trong top 10 là có công của cậu Huỳnh Tô Ngọc Trước rất là nhiều. Hôm nay Đông Suýt có một cái buổi họp với tập đoàn để mà đưa những cái video qua tập đoàn, để sắp tới công ty chúng tôi sẽ có một cái buổi event sự kiện toàn cầu hơn 100.000 nhà đầu tư trên thế giới. Như các bạn biết đấy, Covid là một cái đại dịch rất là lớn và ngày hôm nay chúng ta không có thể tập trung hội họp những sự kiện offline, và do đó công ty chúng tôi là một công ty về hàng đầu về công nghệ, sử dụng công nghệ blockchain 4.0, chữ nhận IT, trí tuệ thông minh nhân tạo, và chúng tôi đã họp toàn cầu với online. Thì đấy là một cái việc mà cực kỳ tuyệt vời. Các bạn biết đấy, những công ty nào mà sử dụng vào công nghệ thì những công ty đó chắc chắn sẽ thành công rất là lớn trong tương lai. Và quay lại chương trình livestream này, tôi giới thiệu cho các bạn biết đây là người mà tôi rất là yêu thương, với sự cống hiến của cậu ta, bởi sự thành công của cậu ta là giúp được cả vạn người Việt Nam thành công, trong đó có tôi nữa các bạn ạ. Và tôi không thể thiếu những người học trò tuyệt vời là cô Như Huế. Đầu tiên chúng ta giới thiệu, bên tay phải của tôi là cậu Huỳnh Tôn Ngọc Trước. Đây Huỳnh Tôn Ngọc Trước đây các bạn ha. Cậu Huỳnh Tôn Ngọc Trước. Đây là cô Như Huế, là học trò của tôi. Và qua đây tôi giới thiệu cho các bạn, đây là một cái cặp đôi gọi là hoàn hảo của showbiz Việt Nam, đó là Huỳnh Tôn Ngọc Trước và Kiều Mỹ. Một trợ lý rất là tuyệt vời của cậu Trước, mà tất cả các chặng đường cậu Trước đi luôn luôn có hình bóng của một người phụ nữ, mà người ta nói rằng sự thành công của người đàn ông luôn luôn có hình bóng của một người phụ nữ đi kèm. Đó là điều rất đúng các bạn ạ. Các bạn hãy cho Kiều Mỹ một tràng vỗ tay nha. Đông Suýt xin vỗ tay trong màn hình nha. Rất là quý, đây là cô em Đông rất là thương, bởi vì cô ăn chay trường. Đấy là cái điều mà Đông Suýt quá ngưỡng mộ. Và ngày hôm nay Đông Suýt biết được một cái điều cực kỳ gọi là ngưỡng mộ hơn nữa. Đông Suýt gọi cô là sư phụ, là bởi Đông Suýt đã từng 12 ngày không ăn gì, chỉ uống nước chanh, và ngày hôm nay cô đã nói em đã uống được 30 ngày không ăn gì. Và Đông Suýt mời vào khách sạn 5 sao Sheraton và cô ta đã uống chanh. Đấy là cái điều gọi là trên cả tuyệt vời. Thì các bạn biết đó, những con người có một cái ý chí tuyệt vời, họ sẽ làm được những điều tuyệt vời, và kết quả của họ đưa ra sẽ là những kết quả tuyệt vời. Đấy là các bạn biết đó. Và kế đến đây là cô Đào Hằng, Dạ, xin Prime Resident, chào. đến từ Hà Nội, là những khuôn mặt rất là cực kỳ tuyệt vời đấy các bạn ạ. Và quay lại bên tay trái của Long Sweet, đây là cậu Cương, là Vice President, cũng đến từ Hà Nội nha các bạn. Là những downline rất là tuyệt vời của Đào Hằng và cô Huỳnh Trung mặt trước. Và đây là cô học trò của tôi, cô Yến ạ, Tạ Yến, và cô Thuận Trương, hai cô Vice President và Top Manager. Quay lại chương trình livestream, Long Sweet sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin bổ ích về CRU ngày hôm nay. Và đương nhiên hôm nay là một cái buổi chia sẻ của tập thể, do đó Đông Suýt nhường lại những lời chia sẻ cho tất cả các nhân vật đặc biệt trong buổi livestream ngày hôm nay. Đầu tiên Đông mời anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước, anh hãy cho tôi biết những cái thông tin tuyệt vời của CRU ngày hôm nay như thế nào. Anh là người nắm rõ thông tin ở tập đoàn, là người hàng top của Việt Nam, anh và tôi là những người leadership counselor của Việt Nam. Thì anh hãy cho tôi biết những cái thông tin để cho những khán giả, những độc giả, những fan hâm mộ của Việt Nam và thế giới biết về những thông tin tuyệt vời của CEO. Xin mời anh. Xin cảm ơn anh Đông vì là một người anh. Từ những ngày đầu thì ai cũng biết rồi, anh Đông cùng với Trước, cùng với những anh chị em bạn đầu đã
tạo nên những cái sự kiện, tạo nên những cái buổi họp mà đến hôm nay với sự thành công của những cái về New CEO thì không thể thiếu anh em chúng tôi, đúng không ạ? Và hôm nay thì với những cái thông tin để quay trở lại thì tôi hỏi với anh chị em sau cái buổi họp tối hôm qua, anh chị em có phê không ạ? Anh chị em có phê không ạ? Và sàn CEO có mưa không ạ? Để cho chúng ta tương tác một xíu. Nếu anh chị em cảm giác sàn CRU nội bộ của chúng ta tuyệt vời, mượt mà, về những thông tin tối qua chúng ta nhận từ tập đoàn phê, thì hãy bấm vào chữ tuyệt vời, CRU tuyệt vời trên cái mục chat của cái live stream ngày hôm nay. Các bạn hãy bấm nhiều lên ạ, thả tim, bấm nhiều cái chữ tuyệt vời, CRU tuyệt vời, CRU tuyệt vời, để cho hôm nay thì với cái đội ngũ lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi sẽ có rất rất nhiều thông tin tuyệt vời để đưa tới cho anh chị em, đúng không ạ? Tuyệt vời đi anh chị em, bấm, tức là hãy bấm tuyệt vời trên cái mục chat, trên cái mục comment của cái live stream này, để thể hiện chúng ta ngày hôm nay chúng ta là những người thành công thật sự, để biết rằng, để cho tất cả những người, những cái fan, những ai đã vô tình lướt ngang Facebook live stream của anh Đông, và hôm nay tôi cũng share live stream, cũng như một số anh chị em share live stream, để biết rằng những cái chữ này, những cái gương mặt này, thân quen này, chương trình New Zero thật sự, đúng không ạ? Và cái tiến độ anh chị em cũng biết rồi, chúng ta sẽ không còn bàn cãi nữa. Tại vì ngày hôm qua lần đầu tiên cái báo cáo tháng được mở trên live Zoom và được dịch sang tiếng Việt, và hầu như ai, người mới, người cũ đều biết hết, đúng không ạ? Thì tôi không, sẽ không lặp lại để xem. Để thứ nhất là còn nhiều cái leader, thứ hai là để anh chị em cảm giác vẫn còn phê trong người, đúng không ạ? Đúng, càng nhiều chữ C là càng nhiều chữ C là tuyệt vời. Và như anh chị em cũng biết rồi, anh chị em thông thường thì một số anh chị em có những cái ý kiến trái chiều. Một số người hỏi là anh Trước có xả không? Tôi hình như tôi quên cái từ bán luôn. Xả tôi không biết giờ tôi xả hay huyện gì nữa. Nhưng mà CRU tôi nói thật với anh chị em, tại vì sao? CRU anh em chúng tôi là những ngày đầu để biết hết tất cả những thông tin, cũng như anh chị em cũng biết, tôi và anh Nguyễn Lan Đông hiện đang là nằm trong hội đồng lãnh đạo của thế giới. Đại diện ở Việt Nam chỉ có hai anh em chúng tôi, đúng không ạ? Và một số anh chị em cùng với một số anh chị em lãnh đạo địa phương của Việt Nam. Thì với những cái thông tin như vậy thì tôi không biết nói xả là xả cái gì, khi nó mới có, được coi, mở sàn lại mượt mà ngày mùng 2 và sẽ tăng giá trong vòng ngày, bữa nay ngày mùng 6 đúng không? 4 ngày, xả cái gì? Tự nhiên nó mới nhớ mà, trái nó mới lú mới non à. Tôi không biết xả cái gì nữa, tôi không biết xả việc gì hết. Nhưng mà tôi chỉ biết một điều rằng, các bạn, anh chị các bạn, những thông số thông thường thì nó không nói lên gì tất cả. Họ có thể đặt, có quyền mà. Đôi khi tôi nói rồi, là ví dụ như những mỗi người ở đây không đúng không sai, mỗi người có quyền đặt những cái lệnh chúng ta theo ý thích của chúng ta. Chứ chúng ta không đúng không sai ở đây. Và mỗi người có một góc nhìn ở đây với cương vị là một trong những lãnh đạo của New Việt Nam. Ở tại Việt Nam cùng với anh Đông, Nguyễn Đông, thì tôi chỉ khuyên quý vị CRU giờ nó tuyệt vời lắm, nó quý lắm, quý vị đi tìm đâu cho ra, khi chúng ta bán rồi chúng ta mua lại khó đâu anh Đông. Yes. Thì tôi có thể sau này tôi sẽ kể cho quý vị 4 năm nữa, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà hôm nay tôi chứng kiến. Nhưng hôm nay thì câu chuyện đó nó xảy ra mới một nửa thôi, để quý vị biết rằng là trong cuộc đời tất cả cái gì nó cũng có thể xảy ra. Thì những ngày đầu anh chị em cũng biết rồi, từ cái ngày hội nghị 30 tháng 6 luôn, anh em mình cũng ngồi ở Sheraton. Và bây giờ thì tháng qua tháng 6, tức là hơn 2 năm chúng tôi đồng hành với New, nhưng dự án CRU ra một năm 5 tháng. Và hiện tại anh em chúng tôi cũng ngồi tại CRU, cũng tại Sheraton. Nhưng mà với vị thế sao ạ? Là người chiến thắng. Và tôi vừa rồi tôi cũng đọc vui, tôi lập cái nhóm gọi là câu lạc bộ triệu CRU chứ không phải triệu phú. Nơi đó thì bất cứ ai chỉ cần là sao ạ, có 1 triệu CRU trở lên thì sẽ trở thành thành viên. Và nơi đó bạn có thể là sao ạ, bạn có thể là
được sự giúp đỡ vô điều kiện. Vì sao? Bạn đã có serum bảo chứng, đúng không? Là một cái, đúng không? Là một cái món quà vô giá. Bây giờ tôi nói thì quý vị ở đâu đó có thể nói những cái gì nó quý giá, nhưng mà theo với chúng tôi hiện giờ serum quý lắm. Chỉ cần các bạn, nếu các bạn ví dụ nha, đi vay ngân hàng còn không nhanh giờ bằng giờ nữa, đúng không? Đi vay nóng còn phải viết giấy. Còn chỉ cần các bạn có CRU tự do, các bạn chỉ cần đặt một cái lệnh và tiền sẽ về. Hoặc là quý vị mua cũng vậy, quý vị có tiền quý vị mua CRU rất là nhanh chóng. Vì sao ạ? Đã công nghệ đã được nâng cấp và mở ra từ ngày 2 tháng 9, như quý vị biết đó. Chưa, nó chỉ là mới bắt đầu, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi còn rất rất nhiều công nghệ, chẳng hạn như chúng ta sẽ có những công nghệ blockchain khi tích hợp vào và có những cái giao dịch chỉ cần một giây. Hôm nay có một người mà tôi biết, nhưng mà tôi tạm thời tôi giấu tên, là giao dịch 140.000 CRU trong vòng 10 nốt nhạc. Tức là một lệnh là một nốt nhạc, và 140 CRU thì trong vòng 14 nốt nhạc. 14 nốt nhạc. Để cho quý vị hiểu rằng là đây là mọi sự thì chúng ta đều có thể xảy ra. Và những ai đang còn lưỡng lự, những ai ngoài kia đang còn sao ngập ngừng, hoặc những ai có thể có những suy nghĩ mình chưa quyết định được, hãy tìm đến chúng tôi, hãy tìm đến đâu, tìm đến tôi, Kiều Mỹ, Như Huế, Cường, hay một số rất cái rất nhiều anh chị em Đào Hằng, Tiến Tạ và Tuần Trương, tất cả chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi giải đáp cho quý vị. Vì thế nói thật quý vị, bây giờ chúng tôi tham gia cái câu lạc bộ triệu xe rủ rồi, đúng không? Quý vị thấy những nụ cười của anh Đông của tôi không? Giờ rất là con quý vị có nhớ cái câu nói của tôi, giàu không lối thoát là như vậy đó. Và gần như là bây giờ ví dụ như Bitcoin phải không anh, là mình muốn giao dịch qua thì phải giao dịch qua sàn nào đó, rồi Mitano hay gì rồi nó chuyển tiền qua ngân hàng, đúng không? Còn bây giờ mình làm cái rẹt cái nó về tiền về ngàn đô, đúng không? Và mình thanh toán liền, đúng không? Nằm trong ví mình luôn. Em thấy hình như là đây là một trong những cái nét ưu của chúng ta. Và như quý vị đã thấy, đây là một cái sự thật. Và đây là một cái thông tin. Ở đây thì rất nhiều người đang chờ, đang háo hức, đang nói với quý vị. Tôi sẽ dừng lại, hẹn chút nữa tôi nói tiếp. Cảm ơn lời chia sẻ của anh Huỳnh Đôn hồi trước. Rất là tuyệt vời, một lãnh đạo rất là có tâm của Việt Nam của chúng ta, người rất là có công lớn để mà phát triển thị trường. Và qua đây tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một nhân vật rất là quan trọng để cho giúp cho anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước trên những cái bước đường anh đi, luôn luôn gọi là được sự hậu thuẫn của một mỹ nữ, kèm theo là một người phải nói rất là tuyệt vời, có những cái tư vấn, có những cái bước đi chiến lược rất là tuyệt vời để giúp cho cậu Trước thành công như ngày hôm nay. Đó là kiều nữ gọi tuyệt đẹp, mà tôi gọi là em là kiều Mỹ mà nên là kiều nữ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là người mà tôi rất là ngưỡng mộ, bởi em cũng ăn chay trường đây các bạn, và tôi đã nói ngưỡng mộ rất là nhiều thứ. Và ngày hôm nay cô có thể cho tôi biết rằng là lý do tại sao tôi anh Đông được biết là em trước đây đã từng làm ở Capital, Skyway Capital, và em đã từ bỏ bên đó để em qua bên tập đoàn Skyway Invest Group và nay đổi thành New để em phục vụ hết mình, tận tâm tận lực giúp cho cậu Huỳnh Tôn Ngọc Trước bước lên đỉnh vinh quang. Em hãy cho tôi biết những cái cảm nghĩ của em và những cái chia sẻ của em cho cộng đồng để mọi người biết ạ. Vâng ạ. Lần đầu tiên thì Kiều Mỹ xin kính chào tất cả toàn thể anh chị em nhà đầu tư ở tại đất nước Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới đang theo dõi cái live stream đặc biệt của ngày hôm nay. Và trước khi trả lời câu hỏi của anh Đông thì Kiều Mỹ xin phép là được cả gửi lời cảm ơn anh. Bởi vì anh là một người anh mà Kiều Mỹ cũng vô cùng là kính trọng và cảm thấy là phục nữa. Và ngày hôm nay anh dành cho Kiều Mỹ những cái lời có cánh như thế, Kiều Mỹ cảm thấy là thích thú và cảm thấy rất là vui và cảm thấy hạnh phúc nữa. Bởi vì là cũng là lâu lắm rồi và đây là cũng là một cái dịp rất là hiếm. Bởi vì chưa có cái live stream nào mà các anh chị em lại ngồi với nhau được hội tụ như thế này. Và Kiều Mỹ cũng đã đăng lên trên các trang group của mình, trang chính, trang lớn ấy, trên Facebook ấy, là live stream đặc biệt và live stream có 102 của cái ngày đặc biệt ngày hôm nay. Bởi vì đây cũng là một cái cơ duyên mà anh em chúng tôi lại hội tụ về đây.
một cái chương trình là quay video để gửi về tập đoàn cho sự kiện mùng 1, mùng 2 tháng 10 là sắp đến đây. Thì cũng là rất là tuyệt vời, là hội tụ được tất cả những anh chị em, những người làm việc rất là tận tụy, tận tâm và rất là khát khao và cống hiến cho cộng đồng người dùng Niu của chúng ta. Và Kiều Mỹ thật sự là nói như này cảm rất là xúc động, xúc động vô cùng, bởi vì ngày hôm nay trong cái live stream của anh Đông lại xuất hiện, mình lại được xuất hiện ở trong cái live stream của anh Yến như vậy. Và trước đây Kiều Mỹ và anh trước thì cũng hoàn toàn độc lập là live stream của riêng mình, nhưng vì cái công việc nó quá bận cho nên lại không thường xuyên live stream, nên lại có dịp là nhờ cái live stream của anh Đông lại được xuất hiện trên truyền hình, trên sóng. Và một lần nữa Kiều Mỹ xin cảm chân thành cảm ơn anh Đông rất là nhiều ạ. Và cảm ơn tất cả những anh chị em nhà đầu tư đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Quay trở lại câu hỏi của anh Đông. Kiều Mỹ, trước đây khi mà đến với là tập đoàn Niu thì Kiều Mỹ cũng đã là tham gia vào chương trình Skyway Capital. Và cái hồi đó thì cũng là chia sẻ tự sự một xíu cho anh chị em rằng là gì ạ? Cái người ngồi cạnh Kiều Mỹ này là Kiều Mỹ không có muốn gặp mặt đâu. Bởi vì sao ạ? Và có một người chị, xíu nữa thôi chị cũng sẽ là cũng nói chuyện với chúng ta. Chị tên là chị Hà Đào Hằng đấy ạ. Mà khi lên đến trên đấy hỗ trợ cho chị ấy về làm hệ thống của Skyway Capital ấy, thì gặp anh ấy ở trên đấy thì Kiều Mỹ không có muốn gặp mặt, bởi vì hai đối thủ cạnh tranh với nhau, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay tại sao lại hội tụ về đây? Bởi vì cái điều đó nói lên một điều rằng là gì ạ? Niu của chúng ta quá tuyệt vời, Niu của chúng ta quá là đỉnh cấp, và Niu của chúng ta là một dự án vô cùng là giá trị, nhân văn. Và Kiều Mỹ thấy ở đây là trong suốt những cái quá trình mà Kiều Mỹ đi làm việc ấy và đi kiếm tiền, và trong cái giới ngành nghề tài chính như này, thì Kiều Mỹ thấy là tập đoàn Niu của chúng ta, cái dự án này, dự án là thật. Và thật thì nó thể hiện trên những nụ cười của chúng tôi, trên những nét mặt của chúng tôi. Thì anh chị nhà đầu tư chúng ta cũng sẽ là nhìn thấy được những điều đó rồi, đúng không ạ? Thì trong cái giai đoạn đó thì Skyway ấy là một trong những cái dự án và một cái công trình, Kiều Mỹ cũng cho nó một công trình thế kỷ đấy ạ, bởi vì nó là giải quyết vấn đề về giao thông của chúng ta rất là lớn. Nhưng mà lại có những một số vấn đề, một số cái mà nó lại chưa được là xác thực với tất cả những cộng đồng chúng ta. Và hơn ai hết Kiều Mỹ là những người đã có những kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành nghề này rồi, thì Kiều Mỹ nhìn nhận ra một điều. Và lúc đấy thì mới bắt gặp được là tập đoàn Niu. Và mình thấy, bởi vì không phải mình nói cái câu chuyện cũ đấy ra để mình có một cái điều gì đó, mà muốn nói là gì ạ? Trong cuộc sống của chúng ta là mình phải là luôn luôn nắm bắt những cái gì đấy nó đáng nhất, những cái gì đấy nó tuyệt vời nhất, và nó phải sát sườn với tất cả những cái mà thực tế chúng ta đang cần, đúng không ạ? Những cái gì đấy mà nó mang tính lâu dài, mà đi xa hơn nữa, mà đi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cứ để đó, và chúng ta hãy làm những cái thứ mà mình chọn lựa những cái thứ đấy mà cuộc sống của chúng ta cần. Và chính ngày hôm nay, chính vì điều đó cho nên là Kiều Mỹ thấy được rằng là gì ạ? Mình cần phải là thay đổi, mình cần phải là phát triển hơn nữa. Thì Kiều Mỹ bắt gặp được là cái cơ hội đó không ai khác, đó chính là anh Huỳnh trước đã trao cho. Đấy. Và càng làm càng thấm nhuần, càng làm càng thấy rằng là cái dự án này nó không những tạo cho Kiều Mỹ phát triển một cách là vượt bậc, không những tạo cho Kiều Mỹ những cái điều kiện là tốt nhất, mà khi mà Kiều Mỹ có rồi thì lại đem trao cái giá trị đó cho đến cộng đồng, và cùng phối kết hợp với anh thì là ngày hôm nay tạo ra được những cái cộng đồng người dùng của Niu cực kỳ lớn. Và cũng là một cái điều mà chúng tôi rất là hân hoan, chúng tôi rất là hạnh phúc, cho đi một cách là thoải mái, vui vẻ và trong cái niềm hân hoan hạnh phúc. Cái điều bởi vì là ở ngày hôm nay mình thật sự là nói một câu chuyện là ăn cây nào thì rào cây đấy, nhưng Kiều Mỹ cũng là cảm ơn những cái mà chặng đường đã qua, từ những cái mà Kiều Mỹ đã gặp được, thì đến ngày hôm nay thì gặp được Kiều Mỹ mới có cơ hội, có cái cơ may để gặp được những cái cơ hội mà nó lớn hơn nữa, đó là cơ hội của Niu chúng ta. Và cũng là trong cái buổi họp ngày hôm qua đấy, có rất nhiều cái nội dung mà tập đoàn đã trao đến cộng đồng mình. Và như anh hồi nãy anh nhìn trước có nói ấy, là anh chị em cảm thấy phê không ấy, cảm thấy sung sướng hạnh phúc không ấy, thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi là những người đã thấm nhuần rồi, nhưng khi nghe cũng cảm thấy rằng là trong lòng rất là dạo dực. Và cái câu chuyện mà có một người mà là bán
gọi là không may mà bán trong 14 nốt nhạc ấy, thì đó cũng là một câu chuyện để đời, và nó giống như là một chiếc visa đấy. Và sau này sẽ là câu chuyện mà chúng tôi sẽ nói mãi cái câu chuyện đó ở ngay tại cái khách sạn Sheraton này. Đó là một câu chuyện mà chúng tôi cực kỳ là thấy hạnh phúc vô bờ luôn nhá. Và bữa ăn hiện tại là tương đương 11.000 đô, nhưng tương lai nó sẽ là 140.000 đô. Yes. Đấy, và cái điều này là cái điều có thực các anh chị em ạ, các bạn ạ, điều này là điều có thực. Điều này là điều gì ạ? Là chúng tôi là những người là mục sở thị và trải nghiệm, chứ không phải nói bằng những cái gì đấy mà nó không thực đâu ạ. Và ba cái gương mặt này là với tất cả những cái gương mặt tiếp theo nữa anh chị em sẽ được nghe sau đây, thì anh chị em thấy được rằng là gì ạ? Là cái cơ hội này chúng tôi nắm bắt là không có sai, mà là gì ạ? Quá tuyệt vời. Và đây là một cái sự gì ạ? Là thông minh và sáng suốt. Đó là Kiều Mỹ muốn là truyền tải lời anh chị em là như vậy ạ. Và bây giờ thì là cũng dành thời lượng lại cho những người khác là ok, cảm ơn chị Kiều Mỹ đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho tất cả các fan hâm mộ, những nhà đầu tư Việt Nam và thế giới. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một cô học trò rất là tuyệt vời mà tất cả những cái livestream của tôi thường hay nhắc đến, đó là em Như Huế. Một người học trò rất là tuyệt vời ở chỗ là cả vợ cả chồng đã đi tìm tôi và thọ giáo là thầy. Và em hôm nay là lần đầu tiên có một buổi livestream chung với thầy. Em hãy cho những nhà đầu tư, những fan hâm mộ của thầy biết về cái cảm nghĩ của em về tập đoàn CRU, về thầy, về mọi người, về tại sao em lại bỏ công việc hiện tại. Với hai vợ chồng em đang làm một cái công việc rất là tốt, lương rất là cao, mà em bỏ công việc đó mà để mà em đi làm một cái công việc tự do tài chính hơn, và để cho em có một cái thành công vượt bậc như ngày hôm nay. Em có thể chia sẻ với tất cả các khán giả trong cái livestream của thầy, đúng không ạ? Mời em. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Em xin chào tất cả gia đình CRU của chúng ta. Mọi người cùng bắn thật nhiều tim lên, tại vì là ngày hôm nay mọi người gặp nhau là cảm thấy vô cùng là happy. Cả ngày là tràn đầy tiếng cười luôn. Ai cũng nhận được rất là nhiều giá trị. Giá trị bởi vì khi mỗi người làm một cái video ngắn của mình ra, thì mọi người cảm nhận được sâu sắc cái giá trị của tập đoàn New mang đến. Thì quay lại câu hỏi của thầy Đông, thì đến ngày hôm nay thì thông qua livestream này, hy vọng là ông xã cũng đang xem livestream, thì phải vô cùng biết ơn ông xã, bởi vì chính ông xã đã đưa tới cho em Huế như cái người thầy này, và chính tại nơi đây đã giúp cho em Huế trở thành một nhà đầu tư thật sự, có cái kiến thức và trở thành một doanh nhân và có cuộc sống tự do tài chính. Bởi vì đến với New thì chúng ta sẽ hội tụ rất là nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta có kiến thức về phát triển bản thân, chúng ta có kiến thức về tài chính, và quan trọng nhất là chủ tịch An ở đây của chúng ta là một con người vô cùng tuyệt vời, vô cùng giá trị, là một con người của bậc thầy gieo hạt. Ông đã tặng những điểm, những cổ phần, và đến thời điểm bây giờ cách đây gần 2 năm mà khi mà chồng của em dẫn em lên đi tìm thầy để mà lúc đó là mua khóa học, hai vợ chồng mua hai gói khóa học trị giá 8.000 đô, mà còn phải mượn thầy lại một chút tiền trong khi cũng chẳng quen biết gì, và ngày hôm nay lại đã sở hữu cho mình hàng triệu CRU rất là xanh giá và giá trị, và có cái cuộc sống tự do đấy mà chưa đến 2 năm. Còn cái công việc hiện tại trước đó, tại sao vợ chồng em nghĩ, bởi vì đó là cái công việc làm công ăn lương, bản thân mình là phải đổi cái thời gian của mình, đổi công sức của mình, và mình lấy là thu lại cái đồng lương rất là nhỏ đấy. Khi mà nhận ra cái tư duy, mình bắt đầu mình thiết lập cái kế hoạch, cái mục tiêu của mình, và ngay lập tức vũ trụ đã hợp lực đã giúp. Và thông qua livestream này thì xin chúc mừng tất cả những nhà đầu tư, những cổ đông của TNG New của chúng ta đã biết tới, và những ai là những người mới chưa xem, chưa biết tới New CRU thì hãy tìm hiểu, cho phép mình tìm hiểu, và hãy sở hữu những khóa học giá trị để được nhận những điểm thưởng vô cùng giá trị. Và đến ngày hôm nay, những anh chị em mà cách đây 1 năm gặp nhau bây giờ đã lật sang một trang mới, lật một trang khác, và chắc chắn 1 năm nữa mọi người lại có những cái bậc thang nhiều hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay giống như là ngày vui, ngày hội của những anh chị em hội tụ ở đây. Em có bấy nhiêu lời xin chia sẻ, và em cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn lời chia sẻ rất là tâm huyết của cô học trò Như Huế. Và sau đây Đông Speed sẽ nhường lời lại cho cô Đào Hằng, một trong những thủ lĩnh giỏi của miền Bắc, là F1 của anh Huyền Tôn Ngọc trước. Chị hãy cho tôi biết là cái cảm nghĩ của chị khi chị
toàn tâm toàn ý làm việc cho New ạ. Và chị cũng là một cái thủ lĩnh rất là giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Chị hãy cho biết những cái cảm nghĩ và những cái công việc của chị hiện tại là chị đang làm. Vâng ạ. Lời đầu tiên thì em gửi lời biết ơn đến anh Đông Speed. Hôm nay thực sự là rất là vui mừng, rất là hạnh phúc và rất là hân hoan. Cách đây 2 năm thì Đào Hoàng Vũ đã là những người chỉ theo dõi, âm thầm theo dõi Facebook của anh Đông Speed và biết được, may mắn là biết đến cơ hội của New. Và hôm nay có mặt ở đây, Đào Hoàng xin được gửi lời cảm ơn tới tập đoàn New, cảm ơn Chủ tịch Andrei Kovatov, tác giả Học viện Đầu tư tư nhân và chương trình Crypto Unit đã mang đến một cơ hội vô cùng tuyệt vời đến cho tất cả mọi người trên thế giới và cho Đào Hoàng nói riêng. Và cảm ơn anh Đông Speed, anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước, Kiều Mỹ cùng Cẩm Nhung, cùng anh Trương Xuân Thủy là những người đặt nền móng cho tất cả cộng đồng người Việt Nam đến biết đến CDU, biết đến tập đoàn New. Và gửi lời biết ơn tới tất cả quý anh chị và các bạn đã và đang đồng hành cùng với Đào Hoàng để giúp Đào Hoàng có được sự thành công như ngày hôm nay. Thật sự là rất là vui mừng. Qua các cái buổi đào tạo thì Đào Hoàng cũng đã gửi lời biết ơn, và biết ơn chân thành nhất đó là gì ạ? Những cái kiến thức mà Đào Hoàng đã được học tại tập đoàn New đã giúp cho Đào Hoàng có tư duy, có kiến thức về tài chính và đã giúp cho Đào Hoàng biết cách vận hành cái dòng tiền của mình, chuyển dịch từ dòng chảy của người trung lưu sang dòng chảy của người giàu, và đã lên kế hoạch cụ thể rõ ràng để giúp cho Đào Hoàng có sự thay đổi tài chính vượt bậc như ngày hôm nay. Và thực sự đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, và Đào Hoàng đã tận tâm tận lực để giúp cho cộng đồng người Việt Nam mình biết đến cơ hội này. Và đây chính là cơ hội của Đào Hoàng, của tất cả mọi người ở đây. Và Đào Hoàng mong rằng quý anh chị và các bạn đang xem live ở đây biết đến cơ hội này, hãy chủ động tìm hiểu, đồng hành cùng với chúng tôi sở hữu tư duy kiến thức về tài chính của tập đoàn New và sở hữu chương trình Crypto Unit, thay đổi của thế giới, cải tiến nền kinh tế thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn. Và lần lời cuối cùng trước khi dừng lời để cho người khác chia sẻ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, xin cảm ơn. Cảm ơn lời chia sẻ tinh thần của chị Đào Hoàng ạ. Một thủ lĩnh rất là tuyệt vời, tâm huyết, bay từ Hà Nội để vào Hồ Chí Minh để tham gia chương trình làm video để gửi qua cho tập đoàn. Các bạn hãy trân trọng những cái sự hy sinh của Đào Hoàng nha các bạn. Tuyệt vời, xin cho chị một tràng vỗ tay ạ. Và sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn một cái gương mặt rất là tuyệt vời nữa, là một chàng trai đến từ Hà Nội luôn. Anh ta từng là một nhân viên ở trong ngân hàng, làm việc cũng làm công ăn lương nha các bạn, với kiến thức rất là giỏi, uyên thâm. Nhưng anh ta đã nghe đến cái cơ hội New và anh ta đã nghiên cứu và đã gia nhập vào New, và hiện bây giờ đã toàn tâm toàn ý làm việc full thời gian với New và trở thành một trong những vị thủ lĩnh của hàng đầu Việt Nam với chức vụ ở trong công ty là Vice President, Phó Chủ tịch nha các bạn. Anh Cường vui lòng cho tôi biết những cái cảm nghĩ của anh, tại sao anh lại bỏ cái công việc cũ của anh rất là tuyệt vời như vậy để mà bước qua một cái lĩnh vực mới, và ngày hôm nay anh đã thành công vang dội như vậy. Anh hãy cho khán giả biết được một đôi điều không ạ? Xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Đông Smith rất nhiều. Hôm nay là Cường rất là vinh dự hôm nay được tụ họp tại đây, được gặp các anh chị em, gặp anh Zubik, hôm nay gặp anh Huỳnh Tương Ngọc Trước, thì Kiều Mỹ, Đào Hằng và cùng các chị leader ngày hôm nay. Thì hôm nay ngay tại Sài Gòn thì Cường thấy một không khí rất là tuyệt vời. Thì giới thiệu Cường một chút là Cường đã công tác khoảng gần 10 năm trong lĩnh vực về ngân hàng. Thì trong thời gian làm ngân hàng thì thời điểm ấy thì Cường chỉ nghĩ đơn giản là mình làm công việc hàng ngày của mình và kiếm được thu nhập, và với nguồn thu nhập đó thì mình có cuộc sống gọi là ổn định. Nhưng mà thực ra thì cứ mỗi năm tổng kết thì cái nguồn thu nhập của mình càng ngày nó càng, cứ nghĩ là mình kiếm được nhiều tiền nhưng mà cuối cùng tổng kết lại không, tiền không được bao nhiêu, mà mình nghĩ là không biết với số tiền này thì đến bao giờ thì cuộc sống mình mới sự sẽ thay đổi. Và cũng rất là may mắn là khi bản thân Cường sau khi mà được đi học các lớp về phát triển bản thân của những người thành công ấy, thì Cường mới hiểu về cái kim tự đồ, và thấy rằng là với kim tự đồ này hiện nay mình đang ở vị trí làm thuê ở một cái góc mà
và thực ra đến đang chiếm làm sao hiện nay là khoảng chiếm khoảng 90% dân số toàn thế giới, và mình với cái công việc hiện tại của mình thì chắc chắn là cuộc sống mình mãi không có sự là thay đổi. Và trong cái kiếm từ đầu ấy thì ở cái góc bên kia là cái góc mà bên doanh nghiệp lớn, cũng như là góc cuối cùng nó là góc về đầu tư, thì cần nói rằng là làm sao có mong muốn làm sao bản thân mình làm sao phải chuyển sang sang bên lĩnh vực đầu tư, và Cường cứ đi tìm và cũng rất là may mắn là được một chị bạn giới thiệu đến cơ hội người dùng lưu. Và thật sự may mắn là khi bản thân Cường khi được tham gia dùng lưu đấy, một giá trị nhân văn rất là tuyệt vời của dự án lưu CRU đem lại cho không những là cho toàn bộ những người dân trên toàn thế giới, và qua cái giá trị đó thì Cường muốn lan tỏa đến toàn bộ những người dân của Việt Nam. Và cũng rất là may mắn là hiện nay Cường cũng đang sở hữu được nhiều triệu của CRU, và cũng giúp được hàng nghìn các anh chị em ở trong Việt Nam mình, và với những điều tuyệt vời mà khi mà tham gia vào nghề dùng lưu thì Cường được học được cái giá trị rất là tuyệt vời, đó là về kiến thức của tập đoàn, đúng không? Kiến thức qua những khóa học như là khóa học marathon, khóa học master profile và các trình online của tập đoàn, thì Cường mới hiểu rằng là làm sao có một cái tư duy của người thành công, làm sao mà có một cuộc sống nó mà tự do, hạnh phúc, thịnh vượng và giàu có. Thì mà đặc biệt là khi giàu có rồi thì sao là mình đã có giá trị trao đi cho cộng đồng. Thì đây là Cường tham gia và cùng đồng hành của công ty, đó là sứ mệnh của công ty là gì ạ? Chúng ta là gì ạ? Anh chị em có biết sứ mệnh công ty của tập đoàn Lưu không ạ? Thì Cường có thể trả lời luôn ạ, trả lời cho anh chị. Đó là sứ mệnh tập đoàn Lưu là cái từ mà ấn tượng nhất khi mà bản thân Cường thì sang Ấn Độ, đúng không ạ? Khi bước vào cái cổng mà cái sự kiện của 20.000 người ạ, một từ tiếng Anh khi mà Cường nhìn thấy ạ, mình Cường có thể dịch luôn sang tiếng Việt luôn ạ. Là sứ mệnh của tập đoàn Lưu là tạo ra một nền kinh tế thế giới mới, đúng không ạ? Là giúp cho làm sao là phân bổ lại cái nguồn lực của nền kinh tế. Vì hiện nay làm sao đó là một cái tình trạng là rất là cũng khá bất công, đó là gì ạ? 90% những người dân hết sức bình thường chỉ có 10% tài sản, trong khi đó là 10% những người giàu có, đúng không? Họ là 90% tài sản trên toàn thế giới. Với cái sự nghịch lý này thì sứ mệnh của tập đoàn chúng ta là gì ạ? Là phân bổ lại nguồn lực, phân bổ nguồn lực để phân hóa cái giàu nghèo của thế giới nó kéo ngã. Và chính những cái sự bất ổn của thế giới hiện nay nó do gì ạ? Bất ổn hơn thế là do gì ạ? Nó cho chính do vấn đề về kinh tế, do sự là cái phân biệt giàu nghèo nó quá lớn, nên sao thế giới nó luôn hay bất ổn về chính trị, bất ổn về chiến tranh ấy. thì hiểu rõ là về cái điều này thì hiện nay là tập đoàn chúng ta đã thực hiện sứ mệnh trên toàn thế giới là giúp cho những người nghèo và những người giàu ấy, càng giàu thêm thì nghèo có thể thay đổi được tài chính. Thì đó cũng điều mà Cường rất là tâm đắc, thì Cường muốn đồng hành công ty phát triển đến đưa lại cho những người dân Việt Nam và trên toàn thế giới, và Cường muốn nhường lời cho các người khác. Ok, cảm ơn lời chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Cường, Vice President của Lưu, một vị thủ lĩnh rất là đẹp trai, phải không ạ? Một nhân viên văn phòng mà từ bỏ văn phòng đã qua đây. Và giờ đây Đông Smith sẽ giới thiệu cho các bạn một gương mặt rất là hay nữa. Đây là một cô downline của Đông Smith, rất là đẹp gái, phải không ạ? Tên là Tạ Yến, đúng không ạ? Cô ta cũng là một nhân viên tốt nghiệp đại học về kế toán, nhưng là sau một cái thời gian tìm hiểu thì cô ta biết được là làm công ăn lương, một cái công việc rất là nhàm chán. Nói như Robert Kiyosaki, chúng ta phải là trong kim tứ đồ, phải là những nhà đầu tư. Và sau một thời gian dài nghiên cứu tìm hiểu, và Tạ Yến đã mạnh dạn tham gia đầu tư và chia sẻ cơ hội, và nay đã trở thành một trong những vị thủ lĩnh lớn của Việt Nam. Và cô ta cũng có một đội ngũ downline rất là lớn. Mời Tạ Yến hãy chia sẻ cho những nhà đầu tư, những fan hâm mộ của anh Đông Speed biết về em Tinder Dev. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người. Trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đông, anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước, chị Kiều Mỹ, chị Đào Hằng, Quế Như, anh Cường và bạn Thần Trương. Thì cũng rất là vui, rất là hạnh diện là hôm nay cũng có mặt ở đây để tham gia cái buổi live stream này. Thì không biết là chắc là nhiều người cũng chưa biết em, thì em cho em một vài phút để em giới thiệu về mình. Em tên là Tả Tiến, em đến từ Nghệ An, một vùng đất đầy nắng gió và lũ lụt. Thì công việc chính của em cũng như bao
Hơn 10 năm nay thì công việc của em cũng như bao anh chị em nhân viên văn phòng khác là làm công ăn lương. Nhưng mà sau hơn 10 năm làm việc thì Yến mới nhận ra một điều, một sự thật, đó là với một công việc ổn định và một mức thu nhập hàng tháng thì sẽ không thể nào mà giúp cho gia đình mình có một cuộc sống hạnh phúc, sung túc và thịnh vượng được. Chính vì vậy mà Yến luôn khao khát tìm kiếm cho mình một cơ hội để đột phá về tài chính. Và rất là may mắn là Yến lại có được cơ duyên là biết đến Niu thông qua bạn Thuần Trương, của đồng nghiệp của Yến là chia sẻ với mình. Vâng, rất cảm ơn bạn. Thực sự thì Niu, sau khi mà đến với Niu thì cuộc sống của mình thực sự gần như là hoàn toàn thay đổi rất nhiều các anh chị. Từ một người mà chỉ làm công ăn lương thì sau đó thì mình đã có thêm một nguồn thu nhập. Nhưng mà cái điều mà mình cảm thấy rất là tâm huyết ở đây ấy, là mình đã giúp đỡ được rất nhiều người thay đổi được cuộc sống của họ. Mà bên cạnh đó mình còn học được những cái kiến thức vô cùng giá trị, vô cùng tuyệt vời về kiến thức về đầu tư, về phát triển bản thân, NLP. Đó là chỉ những cái điều mà khi đồng hành cùng với Niu thì chúng ta mới có thể có được. Thì thực sự thì nhận thấy á, thì Niu là một trong những cái cơ hội có 102, mà là một và chương trình Crypto Unit là một trong là chương trình mà 90% dân số trên thế giới đều mong đợi. Chính vì vậy mà rất là tin tưởng rằng Niu sẽ hoàn thành được sứ mệnh trong cái những năm tiếp theo. Và hiện nay thì cái của mình thì mới ra sàn nội bộ, nhưng mà mấy ngày hôm nay đã dao động rất là sôi động, đúng không ạ? Thì mọi người chắc chắn là qua cuộc họp hôm qua thì cũng đã biết được là cái tiềm năng của Crypto của mình như thế nào rồi. Chính vì vậy cho nên là Yến cũng mong muốn mọi người, và cũng chúc mừng những ai đó đang sở hữu Crypto, thì hãy lên kế hoạch tài chính cho mình ạ. Vâng, em cũng chỉ nói với các anh chị đôi lời, nhưng mà đối với những người mà có thể chưa biết thì các anh chị có thể là dừng lại để quan tâm, để tìm hiểu xem thử là nó có đúng là như những cái gì mà những người đang ngồi ở đây từ đầu buổi đến giờ đã chia sẻ với mọi người hay không, và những cái giá trị đó nó có mang lại cho như những cái cảm nhận mà Yến đang cảm nhận được hay không. Thì xin mời quý vị hãy có thể hãy tiếp tục theo dõi những cái live tiếp theo của thầy Đông, của anh Huỳnh Tôn Ngọc Tước, chị Tường Mỹ, và rất là có nhiều cái chương trình mà tập đoàn vẫn đang làm, rất là từ thứ hai đến thứ sáu đến hàng tuần là đều có những cái chương trình để chia sẻ. Vì vậy mà mọi người ai mà đã vô tình qua mà chưa biết thì có thể là do vào những cái buổi đào tạo hoặc là cái buổi chia sẻ như thế, thì các anh chị sẽ hiểu được là chúng tôi đang làm gì và chúng tôi đang thực hiện cái sứ mệnh nào của Niu. Vâng, xin chào. Ok, cảm ơn lời chia sẻ rất là tuyệt vời của cô Tạ Yến. Một cô học trò rất là dễ thương, xinh đẹp, một vị thủ lĩnh mà được rất là nhiều đau lao ngưỡng mộ, đúng không ạ? Và qua đây xin nhường lời lại cho Thuận Trương, một cô học trò cũng rất là tuyệt vời của Đông Smith đây. Cô ta cũng là từng làm kế toán ở trong một cái cảng dầu khí, và cảm thấy rất là hân hoan khi được cô Như Huế chia sẻ cho cái cơ hội này. Và sau một thời gian tìm hiểu, cô đã đầu tư và nay đã trở thành một trong vị thủ lĩnh lớn với dưới downline của mình gần 6.000 người các bạn ạ. Các bạn có thể cho một tràng vỗ tay không ạ? Là Prime President của Việt Nam nhé các bạn, là downline của Như Huế. Đông rất là thương cô này bởi vì cô này rất là hiền lành, cả vợ cả chồng. Đẹp cả vợ cả chồng, hiền lành. Đông Smith đã rất là nhiều lần được gặp qua sự giới thiệu của em Như Huế. Và ngày hôm nay em sẽ chia sẻ trong cái livestream của Đông Smith. Mời các bạn bắt đầu lắng nghe những cái tâm sự của em. Em hãy chia sẻ. Em Thuận Trương xin chào tất cả mọi người đang xem theo dõi Facebook. Em tên đầy đủ là Trương Thị Thuận. Em đến với Niu từ năm 2018. Thông qua livestream này thì rất là biết ơn thầy Nguyễn Đăng Đông, biết ơn em Như Huế là những người đặt nền móng niềm tin đầu tiên cho em. Đặc biệt là thầy Đông, người rất là có tâm. Thầy đã đi sang tận nơi, sang tận công ty để chứng minh cho mọi người thấy đây là công ty thật, đây là những cái giá trị thật. Cho nên là từ cái nền tảng đấy mà em mạnh dạn em đón nhận cơ hội này. Em cũng như bao người khác rất là khao khát cuộc sống thịnh vượng,
cho nên là trước đó em đã tìm kiếm cái cuộc sống thịnh vượng thông qua những công việc như bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh MLM vân vân. Tuy nhiên qua những cái công việc đấy thì em không được trau dồi kiến thức nhiều như khi mà em đến tập đoàn New. Đến với tập đoàn New, em được học phát triển bản thân, học về kiến thức đầu tư, học về kiến thức tài chính ạ. Thì em ngộ ra một điều là không phải là mình cố gắng nỗ lực thì mình mới giàu có, mới thành công, mà làm quan trọng nhất là mình biết vận hành cái đồng tiền của mình ạ. Vận hành đồng tiền có thể là mình làm việc, mình tạo ra cái dòng tiền dương, mình tích một phần để đồng những cái đồng tiền đấy thay mình làm việc. Và em trong cái thời gian mà em tiếp nhận được kiến thức của tập đoàn, em vật biến cách vận hành đồng tiền của mình thì em nhanh chóng vượt tới kim tứ đồ và trở thành, ngoài cái việc mà công việc hàng ngày em vẫn duy trì, thì em trở thành một nhà đầu tư. Nên là em rất là nhanh chóng tạo ra được cái tài sản cho mình. Em cảm thấy là hôm nay em muốn gửi gắm tới cộng đồng đang theo dõi live stream câu nói nỗ lực tốt hơn là cố gắng. Yes, tuyệt vời. Xin mọi người hãy chịu khó tìm hiểu những kiến thức mà các thủ lĩnh hôm nay chia sẻ. Em rất là cảm thấy biết ơn khi mà mình gọi là mình cho phép bản thân đón nhận cái cơ hội để ngày hôm nay em tự tin quyết định mọi cái tài chính của mình một cách dễ dàng, không phải là như trước kia. Tư duy của mình đã mở lên rồi, tài chính của mình thịnh vượng hơn, cho nên là cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Em chỉ xin gửi gắm cái lời tâm huyết đấy là nỗ lực tốt hơn cố gắng. Em xin hết. Ok, cảm ơn lời chia sẻ rất là hay của em Thuận Trương. Và quay lại chương trình, Don't Speed đã chia sẻ hết cho tất cả các bạn, những em ở đây đã chia sẻ hết. Và ngày hôm nay Don't Speed sẽ chốt lại với cái câu hỏi của Don't Speed. Với tình hình Crew hiện nay, chúng ta nên bán hay là mua? Như các bạn biết đấy, Crew sàn nội bộ chúng tôi đã ra đời lâu rồi, nhưng là do nâng cấp, chúng tôi là một cái công ty hàng đầu của thế giới, muốn có những cái kiệt tác, muốn có những cái bước đi nó khác biệt với những công ty khác. Và chúng tôi đã ứng dụng vào blockchain và đã nâng cấp lên cái sàn nội bộ. Và ngày hôm nay blockchain ở trong sàn nội bộ của chúng tôi đã hoạt động rất là smoothly, tiếng Anh nói là rất là mượt mà. Và tôi là một trong những người đã đặt lệnh bán, và tôi cảm thấy rất là vui, rất là hân hoan. Các bạn có biết đấy, các bạn đã xem Facebook tôi, các bạn đã thấy những cái gì tôi nói và tôi làm, nó đều có một cái bằng chứng rõ ràng. Tôi không thể nào bán đứng cái giá trị, cái thương hiệu cá nhân, đó là một cái điều rất là quan trọng các bạn ạ. Và tôi cảm thấy trong cái mấy ngày qua tôi cảm thấy nhận được rất là nhiều tin vui, và có những cái tin mà tôi động lại trong lòng. Có những người em ngoài xã hội đầu tư thắng quá lớn, thắng tới 1 đồng, thắng gần cả 100 đồng. Và những người bạn, có những người anh ở bên cấp bậc rất là cao đó các bạn, ở bên tổng cục rất cao, thắng quá lớn mà cứ mời tôi đi ăn tôm hùm. Và tôi cảm thấy rất là hân hoan. Bởi vì sao? Tài sản của họ đã được bán được. Giống như những gì tôi đã nói với các bạn trong cái live stream của chúng tôi, khi tài sản các bạn được bán được, tất cả vạn người Việt Nam giàu có lên, thì khi đó các bạn sẽ thấy Don Speed sẽ mặc một cái áo cà sa đầu cạo trọc và sẽ ăn chay 3 tháng và sẽ mở ra một cái quỹ từ thiện rất là lớn để mà kêu gọi những nhà đầu tư Việt Nam của chúng ta, thậm chí ở thế giới. Khi chúng ta giàu có, chúng ta thành công thì chúng ta phải là yêu thương, phải có một cái công sức để đóng góp cho quê hương tổ quốc. Chúng ta là một người con dân yêu nước là phải làm điều đó. Một chiến sĩ họ giỏi về cầm súng, họ giỏi đánh giặc. Một người kỹ sư họ giỏi làm về những cái kiệt tác của họ. Một vị bác sĩ họ giỏi về cái chuyên khoa của họ. Một doanh nhân giỏi là họ giỏi về cái cách kiếm tiền, đúng ạ. Họ xây dựng, mỗi con người sinh ra đều có một cái chân giá trị, một cái sứ mệnh khác nhau. Và sứ mệnh của Don Smith là một cái sứ mệnh phải làm sao đưa cái dân tộc Việt Nam trở thành một cái dân tộc hùng mạnh. Người dân là phải có cơm no áo mặc, giàu có lên bởi những cái kiến thức, những cái sự cho đi của Don Smith một cách vô vụ lợi các bạn ạ. Khi Don Smith chia sẻ, các bạn đây live stream trong tất cả những cái ngày chủ nhật, Don Smith luôn luôn nhắc đến, mời các bạn hãy đến với đâu là những cái người giới thiệu của các bạn. Don Smith không có kêu gọi các bạn phải là tìm kiếm Don Smith, phải đầu tư qua gì hết, mà Don Smith chỉ chia sẻ cho các bạn một cái tầm nhìn, một cái sự cho đi
Các bạn không những giỏi về giàu có, về tài chính, về sức khỏe, về tâm linh, về mối quan hệ, về gia đình, về sự nghiệp, về cống hiến, về phát triển bản thân. Rất nhiều thứ các bạn phải giàu có các bạn ạ. Đó mới là cái sự giàu có. Giàu có của Don Smith ngày hôm nay là không phải là Don Smith giàu có, mà Don Smith thành công, mà Don Smith giúp cho được bao nhiêu người giàu có, thành công như Don Smith. Đó là cái điều Don Smith đang cần làm. Và ngày hôm nay qua cái livestream này, Don chia sẻ quay lại vấn đề là cái đồng CRU. Don muốn gửi nhắn đến các bạn, nếu như chúng ta cần thiết lắm thì chúng ta cũng có thể bán chút đỉnh 1% gì đó, 2%, để chúng ta có một cái tiền gọi là để mà chi phí. Còn nếu như chúng ta vẫn còn cán ngắn được thì Don Smith khuyên các bạn hãy đừng bán luôn non. Các bạn hiểu không ạ? Từ vì trong cái thế giới công nghệ, ngày hôm nay Don đã chia sẻ rồi, những sản phẩm về công nghệ khi nó là những cái sản phẩm thật tốt thì cái giá trị của nó khi lên sàn, hiện bây giờ là đang là sàn nội bộ nhé các bạn, khi lên sàn cá mập, cơ quan truyền thông báo chí đưa tin rồi thì cái sản phẩm của đó nó sẽ lên cực kỳ, nó giống như diều mà gặp gió vậy, nó bay lên rất là cao. Do đó các bạn đừng có nghĩ rằng các bạn đang mua đồng, các bạn kiếm được 100 đồng, 50 đồng các bạn mừng chưa đâu. Do đó các bạn phải bình tĩnh, từ từ, và các bạn phải hiểu rằng hiện bây giờ những cái gói giáo dục ở bên New họ bán ra thì cái giá của họ có thể thấp so với cái giá đang giao dịch trên sàn. Và giá đang giao dịch trên sàn chỉ là những cái ngày khởi điểm, thì chỉ là những cái gọi là demo thôi các bạn. Do đó các bạn đừng có nghĩ rằng các bạn bán hoặc các bạn mua những cái giá bây giờ nó đúng, nó cũng có. Nó phải qua vài ba tháng nó vận hành đã, và khi đó Đông tin chắc rằng cái giá của nó sẽ là cao hơn những cái giá, những cái gói mà công ty đang bán ra. Do đó các bạn nếu như là những cái người mà lướt sóng trong cái thời điểm này, Đông có thể khuyên các bạn lướt sóng vẫn là còn được. Bởi sao? Hiện bây giờ cái giá nó vẫn còn thấp so với những cái giá những cái gói giáo dục công ty bán ra. Công ty không thể nào để cho cái giá đó mà nó thấp hơn những cái giá gói giáo dục. Các bạn hiểu không ạ? Do đó Đông chỉ khuyên các bạn nói nôm na để các bạn, những ai đã đầu tư, những ai đã biết rồi thì những cái gói giáo dục hiện bây giờ mảnh giá của nó như nào các bạn cũng đã biết rồi. Thì các bạn phải biết đây là một cái thời điểm tốt. Nếu như các bạn không có sở hữu CRU thì các bạn hãy mua nó, nắm giữ nó cho thật nhiều, để chi sắp tới nó sẽ tăng mạnh, chắc chắn nó sẽ điều đó sẽ xảy ra. Ok, đấy là những cái gì lời khuyên chân thành của Don Smith dành đến các bạn. Và buổi livestream ngày hôm nay, đây là một buổi livestream quá tuyệt vời. Tới 8 người thủ lĩnh hàng đầu của Việt Nam. Và Don Smith đã cắt hết, từ vì ở đây cũng phải ở nhà đúng không? Những cái chia sẻ về Covid, về đánh đền, về những chia sẻ về những khía cạnh trong cuộc sống đã cắt hết. Và buổi livestream đến đây là chấm dứt. Don mong muốn tất cả những nhà đầu tư Việt Nam và thế giới thành công và thành công hơn nữa. Và hãy chia sẻ cái livestream này lên cộng đồng để cho mọi người đều biết, và mọi người đều có một cái cơ hội thay đổi tự do tài chính. Đó là cái sứ mệnh của chúng tôi đang làm. Và một lần nữa tôi chân thành cảm ơn những người em, những người học trò của tôi đã tham gia cái chương cái buổi livestream này rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thì quay lại khuôn mặt của tất cả những người tuyệt vời đây. Xin chào và hẹn gặp lại.